Năm Quý Mão 2023, mua một trong 7 linh vật phong thủy này về nhà, hút tài lộc cực mạnh, gia đình bình an cả năm. Linh vật phong thủy là những vật phẩm được nhiều người tin sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Năm Quý Mão 2023 đã tới, cùng điểm qua 7 linh vật phong thủy năm 2023 để cho gia chủ có thể lựa chọn bài trí ở trong nhà, thu hút vận may về cho cả gia đình hay là làm quà tặng rất thích hợp. Trong phong thủy thì các loại linh vật không chỉ là vật dụng trang trí bình thường ở trong gia đình mà nó còn ý nghĩa phong thủy, giúp hút tiền bạc, giữ của cải và còn bảo hộ bình an rất tốt cho gia chủ. Người ta vẫn thường nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Ông cha ta đã để lại cho con, cho cháu từ bao đời nay với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn, mọi chuyện đều thuận hòa. Các linh vật trong phong thủy là lựa chọn hàng đầu, giúp cho người dùng có thể nhận thêm các nguồn năng lượng tốt từ thiên nhiên, từ vũ trụ. Trong không khí rộn ràng để đón chào một mùa xuân mới, Quý Mão năm 2023, nhiều người đang muốn tìm cho mình một loại linh vật phong thủy tốt nhất và phù hợp nhất để mong cầu những điều tốt đẹp và tài lộc dư dả cho cả gia đình. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mách cho bạn những vật phong thủy năm 2023 mang tới tiền tài, bình an cho gia đình không thể bỏ qua. 1. Năm Quý Mão chớ bỏ qua linh vật mèo phong thủy. Vì sao nên lựa chọn linh vật mèo phong thủy năm 2023? Theo lịch vạn niên, năm 2023 tức là năm Quý Mão, hẳn thì mọi người đều nghĩ ngay tới linh vật là loài mèo. Đây quả thực là linh vật phong thủy thích hợp hàng đầu mà bạn không nên bỏ qua trong năm nay. Mèo là con vật đứng thứ tư trong 12 con giáp với tên gọi là mão. Đối với văn hóa của Á Đông thì hình ảnh 12 con giáp luôn mang lại ý nghĩa tuyệt vời trong tâm thức và gắn liền với cuộc sống của con người. Đặc biệt là mỗi một năm, người ta lại mong chờ chào đón con giáp mới thay thế cho người tiền nhiệm. Mèo cũng là con vật rất gần gũi, thân quen với cuộc sống hàng ngày của con người, biểu trưng cho sự nhẫn nại, lòng kiên trì và đức tính cẩn trọng. Còn trong phong thủy thì mèo được xem là linh vật mang tới nhiều may mắn, thịnh vượng và có linh trực để hóa giải những điều không may. Linh vật này chính là vị thần bảo trợ cho mọi việc, từ làm ăn, gia đạo cho đến học hành. Đặc biệt là đối với những người làm ăn kinh doanh thì mèo phong thủy được xem là một linh vật cát tường, tượng trưng cho tài lộc, thành công trong sự nghiệp, cuộc sống. Vì thế, bài tượng mèo phong thủy sẽ mang đến may mắn, phước lành và phú quý cho người sở hữu. Với những ý nghĩa biểu tượng chiêu tài, tài lộc và hóa giải sát khí phong thủy như vậy, người ta thường hay trưng bày tượng con mèo ở trong nhà với mong muốn, mong cầu mọi điều tốt đẹp, tài lộc về cho gia đình, hoặc là dùng làm quà tặng, quà biếu với mong muốn may mắn đến người nhận. Do đó, trong năm 2023 là năm con mèo, các loại vật phẩm phong thủy có hình linh vật mèo phong thủy sẽ là một lựa chọn vô cùng thích hợp cho gia chủ. Bạn có thể lựa chọn các loài mèo phong thủy như là mèo dắt vàng, mèo thần tài để bày trong nhà, trên bàn làm việc hay là tại cơ sở kinh doanh. Hơn nữa, trên thị trường hiện nay rất dễ để tìm cho mình những sản phẩm từ linh vật mèo phù hợp với túi tiền của mỗi người, mang lại nhiều may mắn, phú quý, sự nghiệp và sự thăng tiến cho người sử dụng. Tượng mèo dắt vàng thì nổi bật với màu vàng tượng trưng cho hoàng kim, là màu sắc thuộc về vua chúa, sẽ giúp thu hút tài lộc, vận may vô hạn cho người sở hữu. Còn các tượng mèo tài lộc như là mèo thần tài có các tác nhân hình đầy đặn, thế ngồi vững chãi, về mặt hồn nhiên, hạnh phúc và vui tươi. Tay trái linh vật này thì thường tầm một thỏi vàng vẫy chào như bày tỏ niềm hân hoan chào đón một năm mới, cũng gọi là mời gọi tài lộc và may mắn về nhà. Tay phải thì ôm túi vàng là lời chúc một năm mới được mùa bội thu. Cổ mèo đeo lục lạc vàng mang tới phú quý và phước lành cho gia chủ. Theo quan điểm của người dân Á Đông, mèo vàng là một loài vật tượng trưng cho kim tiền và tài lộc. Nếu sở hữu một tượng mèo vàng trong nhà sẽ giúp cho chủ nhân đó làm ăn thuận lợi, thành công hơn trong năm mới, đem lại sự giàu sang, phú quý cho chủ nhân. Cách dùng linh vật mèo phong thủy đúng cách. Tuổi nào nên dùng linh vật mèo phong thủy? Tượng linh vật mèo phong thủy giúp mang lại nhiều may mắn, thành công cho gia chủ. Tuy nhiên không phải ai cũng thích hợp để bài trí linh vật này. Theo phong thủy thì các loại tượng linh vật mèo phong thủy sẽ hợp với các tuổi: tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Hợi và tuổi Tuất. Đối với tuổi Mão thì đây được coi là linh vật đại diện cho người tuổi này. Bởi vì vậy, những người tuổi mèo bài trí tượng mèo sẽ được hỗ trợ về cát khí, tài lộc thịnh vượng. Nhờ đó, công việc phát triển thuận lợi, sự nghiệp thì được thăng tiến, đường tình duyên cũng suôn sẻ hơn. Tuổi Mùi, tức là Mão, Mùi, thuộc mối quan hệ tam hợp thái tuế. Bởi vậy, những người cầm tinh con dê cũng thích hợp bài trí tượng mèo. Tượng mèo phong thủy giúp cho người tuổi Mùi có nguồn năng lượng dồi dào, điều hòa được vượng khí, giúp cho mọi chuyện hanh thông, thuận lợi hơn. Tuổi Hợi cũng nằm trong mối quan hệ tam hợp Hợi, Mão và Mùi. Cho nên những người tuổi Hợi cũng thích hợp để bài trí tượng mèo phong thủy, giúp cho công việc, sự nghiệp, tình duyên ngày càng thăng hoa. Linh vật này như là một nguồn cát khí dồi dào, giúp bảo vệ chủ nhân khỏi những tai ương hay là vận khí xấu. Tuổi Tuất, bên cạnh vòng tam hợp thì theo phong thủy, cặp lục hợp Mão, Tuất cũng có hỗ trợ qua lại khăng khít. Bởi vì vậy, những người tuổi Tuất cũng thích hợp để bài trí tượng mèo phong thủy, giúp hút may mắn, tài lộc, khai vận tài lộc tốt hơn. Vị trí đặt tượng mèo phong thủy. Vì mèo thuộc mộc, cho nên gia chủ đặt tượng tại hướng đông, đông nam ở trong căn phòng. Phòng có cửa sổ thì nên hướng ra cửa sổ. Nếu đặt tượng tại phòng khách thì nên đặt tượng hướng ra ngoài cửa chính. Đặt tượng trong phòng làm việc thì có thể đặt tại bàn làm việc và hướng tượng quay mặt về phía cửa ra vào. Tại các cửa hàng, cửa hiệu, nơi kinh doanh, trung tâm thương mại thì nên đặt tượng hướng về phía cửa đón khách. Có thể đặt tượng mèo phong thủy trên bàn thờ thần tài, thổ địa để tăng thêm tài lộc cho gia chủ. Không nên đặt tượng tại những nơi ẩm thấp, tối tăm, trong nhà tắm hay là WC sẽ khiến cho tượng bị nhiễm uế khí, không thể phát ra linh lực. Thứ hai, cá chép phong thủy, biểu tượng của tiền tài và danh vọng. Theo quan niệm của phương Đông thì cá chép phong thủy tượng trưng cho sức khỏe, tài lộc, sự kiên nhẫn và hạnh phúc. Cá chép còn là một biểu tượng cho sự thăng tiến, công danh, học hành, với hình tượng cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Ngoài ra, trong cá ở trong tiếng Hán người ta thường gọi là ngư, có âm đọc là du, đồng ấm với dư, có nghĩa là dư giả. Và hình vẽ của cá thường được kết hợp với nhiều hoa văn khác nhau, có thể hiểu là hữu dư, có nghĩa là có dư, tức là giàu có, dư ăn dư để. Vì vậy, tượng cá chép được coi là biểu tượng mang lại may mắn về tiền tài và danh vọng. Với những ý nghĩa tốt đẹp đó về mặt phong thủy thì tượng cá chép là vật phẩm có thể chiêu mệnh tài khí, tạo ra may mắn, mang lại tài lộc cho mọi người. Đây cũng chính là mong ước của tất cả mọi người khi mà Tết đến xuân về. Dịp Tết này, bạn nên sắm tượng cá chép phong thủy để ở trong nhà của mình để mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng trong năm mới. Cũng có ý kiến cho rằng năm 2023 là năm mèo hay còn gọi là mão, mà cá là món khoái khẩu của mèo. Cho nên bài trí các biểu tượng có liên quan tới cá như là cá chép phong thủy thì sẽ rất thích hợp, mang tới một năm thuận buồm xuôi gió, nhiều bổng lộc, lợi nhuận cho gia chủ. Nếu chỉ lấy linh vật cá chép thôi thì vẫn chưa đủ. Gia chủ cần phải biết tượng cá chép nên đặt ở đâu và hướng nào tốt nhất để phát huy tác dụng phong thủy tốt nhất. Cá chép nếu mà đặt thì nên đặt ở trong nhà thì mang lại sự may mắn, thịnh vượng. Để ở bàn làm việc thì mang lại thành công trong sự nghiệp, thăng quan tiến chức. Đặt cá chép ở trên bàn học thì hỗ trợ cho việc học hành thêm suôn sẻ, có ý chí, thi cử thì đỗ đạt. Hướng đặt vật phẩm cá chép rồng phong thủy tốt nhất đó chính là hướng Bắc, cùng quan lộc tượng trưng cho sự nghiệp, kinh doanh. Ngoài ra, hướng tốt khác để đặt tượng cá, tài lộc là hướng Đông Nam, tức là cùng phú quý để gia tăng sự giàu có. Tượng cá chép thì kiêng kỵ đặt ở hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây Bắc, bởi vì đây là các hướng khắc với hành thủy. Không đặt cá chép, phong thủy ở trong bếp, bởi vì thủy thì khắc hỏa, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe và mang lại điều không may mắn. Không đặt cá chép phong thủy ở trong phòng ngủ, bởi vì phòng ngủ là thuộc tính âm, khắc tinh với tính dương của cá. Không để tượng cá chép ở giữa cửa, bởi vì ngăn cản sinh khí của nhà ở. Không đặt tượng cá chép ở những nơi ẩm thấp, tối tăm, bởi vì dễ gặp xui, không mang lại hiệu quả trong phong thủy. Thứ ba, Long Quy phong thủy, biểu tượng chiêu tài, trấn trạch. Long Quy là một loại linh thú được ghi chép trong sổ sách của Trung Quốc. Tương truyền rằng là một nơi 9 người con của rồng, có đầu rồng, mình rùa. Đây là một trong những linh vật phong thủy bậc nhất, có biểu tượng chiêu tài lộc, trấn trạch, hóa giải sát khí, điềm trung, mang lại trường thọ cho gia chủ và các thành viên ở trong gia đình. Với tác dụng là chiêu tài thì Long Quy đứng thứ 3 sau thần tài và tỳ hưu. Đặc biệt Long Quy được tính là thuộc tứ linh cát tường, nên có thể giải tai trừ hung, vận xấu. Linh vật này có tác dụng chế ngự sao thái tuế, tuổi xấu và sát khí. Người cổ đại xưa nếu gặp lúc vận suy, người ta sẽ nuôi rùa, bởi vì cho rằng mai của rùa có thể cản được tai họa. Đặt tượng Long Quy trong nhà vừa là vật trang trí độc đáo, vừa mang lại phong thủy tốt, bạn không nên bỏ qua cho năm Quý Mão 2023. Về cách sử dụng thì gia chủ có thể đặt Long Quy tại các vị trí thái tuế, nếu chẳng may tu tạo vào sơn thái tuế của ngôi nhà. Nhưng mà tốt nhất là không nên tu tạo vào nơi thái tuế, chiếu đến, hoặc là đặt Long Quy tại bàn thờ thần tài, thổ địa để mà hóa giải khẩu thiện, thị phi. Ngoài ra, sử dụng linh vật này còn có tác dụng cầu đinh quý và cầu duyên. Những người phụ nữ kết hôn muộn có thể đặt Long Quy ở đầu giường, ngụ ý là giúp cho người đó kiếm được một người chồng như ý. Trong văn hóa của Trung Quốc thì một người chồng như ý thường được gọi là kim quy, hay còn gọi là rùa vàng. Những gia đình hiếm muộn hay là mong muốn có con trai sẽ thừa tượng Long Quy ở trong nhà. Long Quy thì cũng rất thích hợp nếu như gia chủ muốn cầu trường thọ. Rùa và rồng đều thuộc tứ linh, cho nên hấp thu tinh khí của trời đất. Đặt Long Quy ở trong nhà với mong muốn nhiều cát tường, sức khỏe tốt, cuộc sống dài lâu. Người già thường đặt tượng Long Quy trong phòng ngủ để có sức khỏe tốt, mạnh khỏe và trường thọ. 4. Tượng đồng tử, chiêu tài, thu hút tài lộc, sung túc. Tượng đồng tử chiêu tài, hay còn gọi là vận tài đồng tử, hay là tượng trưng cho đứa trẻ mang tài lộc, cũng là một trong 7 linh vật phong thủy tốt nhất năm 2023. Bạn có thể lựa chọn để trưng ở trong nhà mình, nhằm hút vận may về cho cả gia đình. Theo như truyền thuyết thì vận tài đồng tử chính là thiện tài đồng tử bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, tạo thành cặp tiên đồng ngọc nữ. Với lòng từ bi, chuyên biến hiện ra rất nhiều tiền bạc, của cải giúp đỡ cho người nghèo. Cho nên sau này người ta dùng hình tượng của thiện tài đồng tử như là một vị thần để đem ra tài lộc cho chúng sinh. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng vận tài đồng tử là tiểu thần của quan công, tức là thần tài. Đây là một vật phẩm mang lại nhiều may mắn, đặc biệt là về phương diện tài lộc cho gia chủ. Nhất là những gia đình kinh doanh chưa có được may mắn, nếu mà đặt tượng đồng tài chiêu tử ở trong nhà thì sẽ giúp chuyển sự may mắn, tài lộc, sung túc đến cho gia đình. Đồng tử chiêu tài còn có ý nghĩa là lời chúc may mắn về đường con cái, vừa cầu sức khỏe, may mắn cho những đứa trẻ trong gia đình, vừa được hưởng phát lộc, phát tài. Đặc biệt, vận tài đồng tử rất thích hợp với nhà toàn nam giới mà lại chưa kết hôn. Ngoài ra, vận tài đồng tử còn dùng trong một vài trường hợp hóa sát, tức là thường nó đi kèm với thứ khác, như là phản cung sát hoặc là pháo đài sát. Cách trưng bày như sau. Nếu mong muốn may mắn về con đường con cái thì bày tượng đồng tử chiêu tài ở trong phòng ngủ nhà mình. Còn muốn cầu tài cầu lộc trong kinh doanh thì bày trong phòng khách hoặc là phòng làm việc. Thứ năm, thiềm thư, cóc ba chân ngậm tiền, thần tài của mọi nhà. Thiềm thư, cóc vàng hay cóc tài lộc, cóc ba chân ngậm tiền được xem là một biểu tượng rất may mắn, tượng trưng cho tài lộc, yên lành, là một vật phẩm may mắn cho công việc, làm ăn, sự bình an cho gia đạo. Trong thần thoại ngày xưa thì thiềm thư vốn là một loài vật rất linh thiêng. Nó tương truyền có thể phun ra tiền. Bởi vì thế, khi sử dụng trong phong thủy, chúng có thể trở thành một linh vật tượng trưng cho những điểm lành về tài lộc. Với những ý nghĩa tốt lành như vậy thì mọi người thường hay dùng thiềm thư để biến xấu thành tốt trong phong thủy nhà cửa, hoặc để tặng người quen, bạn bè thân hữu mỗi khi có dịp hỷ sự. Cóc thiềm thư có thể đặt nhiều vị trí khác nhau trong nhà. Tuy nhiên, vị trí đặt cóc ngậm tiền thích hợp nhất là ở phòng khách, tại góc đối diện chéo với cửa chính. Với cửa hàng, có thể đặt cóc trên bàn thu ngân, đầu thì hướng vào phía trong. Với bàn làm việc thì nên đặt cóc đầu hơi xoay về phía người ngồi làm việc. Để sử dụng thiềm thư chính xác và vật phẩm phong thủy chuẩn, bạn nên lưu ý linh vật này có hai loại là kim thiềm thư và thiềm thư. Mỗi một loại bày theo một phương khác nhau mới đem lại kết quả tốt. Đối với kim thiềm thư là con cóc ba chân ngậm đồng tiền trong miệng thì nên quay vào trong nhà, mang tiền về nhà. Tuyệt đối không có đặt thiềm thư quay ra ngoài, vì như thế sẽ có ngụ ý mang tiền tài thoát ra khỏi căn nhà ấy. Còn thiềm thư không ngậm tiền thì nên đặt hướng ra ngoài, ngụ ý là mang của vào nhà và xua tiểu nhân đi. Nếu đặt thiềm thư ở bàn thờ thổ địa thì nên đặt cóc thiềm thư chính xác là phải quay về phía bên phải, theo hướng từ trong bàn thờ nhìn ra bên ngoài. Thiềm thư là một sinh vật lưỡng cư, nó sống dưới nước cho nên thuộc hành thủy, mà theo ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy hỏa kỵ nhau. Vì vậy, khi đặt thiềm thư cần phải tránh các yếu tố vật dụng mang tính hành hỏa như là bếp hay là nò lướng v.v. Thay vào đó, nên đặt thiềm thư tại các khu vực thủy vượng để có thể thúc đẩy tài khí, nhưng tránh đặt quá nhiều thủy bởi vì khiến cho tiền tài sẽ bị trôi đi. Thứ sáu, Phượng Hoàng phong thủy, bình an và thịnh vượng. Phượng Hoàng là một trong 4 tứ linh, long, lân, quy, phụng, và là vua của các loài chim. Phượng Hoàng còn biểu hiện cho khả năng phục hồi kiên cường sau thất bại. Không những thể hiện sự hiện hữu của Phượng Hoàng trong phong thủy, luôn gắn liền với sự bình an và thịnh vượng, sung túc và hòa thuận. Trong phong thủy thì thân hình của Phượng Hoàng gợi đến 5 đức tính của con người. Đầu thì tượng trưng cho đức hạnh, đôi cánh thì tượng trưng cho tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ. Còn chiếc lưng tượng trưng cho cách đối nhân xử thế, khéo léo. Bộ ngực là lòng nhân đạo và lòng trắc ẩn. Và phần bụng biểu thị cho sự đáng tin cậy. Vị trí đặt Phượng Hoàng tốt nhất là ở một chỗ cao, trên một chiếc kệ hoặc là trên tủ đựng để đó tỏa sáng. Gia chủ cũng có thể đặt loài chim bất diệt này gần khu vực để cửa Phượng Hoàng để kiểm soát toàn bộ sinh khí trong không gian, mang lại vận may cho gia chủ. Đặc biệt, chim Phượng Hoàng chiếm trọn cả một cung trời hướng nam của bầu trời, phù hợp với ánh lửa phương nam. Vì vậy, có thể đặt dọc theo hướng bức tường phía nam của ngôi nhà. Thứ bảy, Tỳ Hưu phong thủy, chiêu tài, nạp lộc, hóa giải sát khí. Tỳ hưu là một trong những linh vật phong thủy được rất ưa chuộng và phổ biến trong hiện nay. Trong nền văn hóa tâm linh về tứ linh của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, thì tỳ hưu được biết đến là một trong những linh thú sở hữu sức mạnh rất lớn và hùng dữ nhất trong với các linh thú còn lại. Chính vì thế, linh thú này có khả năng xua đuổi tà ma và những điều đen đủi ra khỏi nhà. Không những thế, tỳ hưu phong thủy còn linh vật chuyên hút tài lộc, vàng bạc, nhưng mà lại không có đường thoát ra, không có hậu môn. Vì vậy, nó trở thành biểu tượng để giữ gìn của cải và sự sung túc. Vật phẩm phong thủy chứa linh thú mạnh nhất này thường sẽ có những lưu ý đi kèm khi sử dụng để hạn chế việc mang lại những vận xui không đáng có, làm mất tác dụng của chúng. Khi đặt tỳ hưu thì cần phải chú ý đặt ở gần cửa ra vào hoặc là lối vào ở trong phòng khách. Quan trọng nhất là đầu của tỳ hưu phải hướng ra ngoài cửa hoặc là ra ngoài cửa sổ. Như vậy mới có thể hút tài khí từ bên ngoài đi vào nhà. Ngoài ra, nên tránh để người khác chạm tay vào mắt, vào miệng của linh thú này, bởi vì như thế sẽ làm cho chúng nhìn mọi vật mờ đi, răng thì bị mòn, giảm tác dụng của phong thủy nhiều lần. Do đó, cần phải bảo quản một cách cẩn thận, hạn chế cho người khác chạm vào để hút vận may trong năm 2023. Trên đây chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về những linh vật phong thủy trong năm 2023. Hy vọng thông qua đó, bạn có thể lựa chọn cho mình một linh vật phù hợp mang tới may mắn, tài lộc, bình an cho bản thân cũng như là cả gia đình.